Xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Và trong video này thì lại tiếp tục quay trở lại con 68 game bài để cùng chiến đấu cũng như là kiếm tiền những nắp này anh em nhé. Đấy, ngày hôm nay thì mình sẽ tập trung vào mình kiếm tiền. Đấy, những video trước thì mình có kiếm tiền trên con app này rồi, nhưng mà những video đấy thì mình mất quá là nhiều thời gian để trò chuyện với anh em ấy, nên là mình cũng không tập trung vào để soi cầu được. Ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng mình tập trung vào đây để mình soi cầu, thứ nhất là kiếm tiền, cái thứ hai nữa là sẽ gỡ lại những số tiền đã mất anh em nhé. Đấy, thì vừa vào thì mình sẽ phang luôn 730.000 đây. Đấy, con này vừa vào là nhẹ thôi, tiền thì nói chung là tiền thì cũng không nhiều đâu. Tiền thì ngày hôm nay chỉ cầm 9M thôi, đối với nhiều anh em thì đây là số tiền lớn, nhưng mà đối với những anh em chưa tiền to thì không là gì anh em ạ. Đấy, vì cái nhiều anh em thì anh em còn không có 1 triệu anh em đánh, nhưng bây giờ anh em chỉ ngồi xem video thì vui thôi. Còn bây giờ anh em cũng thua quá nhiều, anh em cũng không còn tiền đánh, mình biết rất là nhiều với anh em kiểu như vậy. Là nói thật với anh em rằng là anh em có chơi chăng nữa mà anh em chơi thua ấy, anh em đã bỏ rồi thì anh em bỏ, anh em cũng đừng xem video. Anh em xem video thứ nhất là anh em xem lên vui thôi, vì trong video mình cũng không khuyến khích anh em chơi những cái trò như vậy. Ăn con xỉu 10 mình không khuyến khích anh em nhé. Anh em chơi, anh em muốn kiếm tiền anh em chơi, mình cũng không khuyến khích, bởi vì đã xác định cờ bạc rồi, anh em xác định rủi ro rồi. Xác định anh em dính đến cờ bạc là anh em phải dính đến nợ nần thì anh em mới biết được cái hoàn cảnh của cái cờ bạc thôi nha. Đa số những ông chơi cờ bạc ấy thì đều một lần mẹ mày đi trốn nợ, cũng như một lần mẹ mày rơi hoàn cảnh mẹ mày không có cái mà ăn cái nhau đấy. À, may anh em may mắn anh em chơi tài xỉu, anh em vẫn còn cái để anh em ăn, anh em vẫn còn cái để anh em cho một mồm cho xuống bụng. Đấy, nhiều anh em mày còn mỗi 100.000 để ăn, thì thật với anh em nạp luôn vào, anh em chơi hai tay cái mà đói luôn, không ăn thua anh em ạ. Chơi như vậy, thật với anh em chơi như vậy anh em chơi làm gì? Anh em chơi thà, anh em chơi mỗi lần như vậy anh em đều mất tiền bé, mà khi anh em cộng dồn lại sẽ to đúng không, thì anh em sẽ tiết kiệm lại một lần anh em chơi, gọi anh em chơi vào anh chơi sống chết với nó một lần luôn, được thì anh em nghỉ, thua anh em cũng nghỉ. Đấy, anh em chơi như vậy thì mới là khôn anh em ạ. Còn anh em chơi mà cứ thi thoảng anh em vào anh em dí nó cái xong rồi anh em lại sang em kia khều nó phát nữa, phát thứ ba nó khều anh em lại, anh em ngã luôn, anh em mất hết tiền luôn. Em khều ai, em không khều, em khều mấy thằng chủ game tài xỉu thì nó chọc phang anh em chết à. Ngoài thì mình nghĩ là 10 11 11 thì mẹ vẫn đi 1-1 anh em nhỉ, liệu đi 1-1 không nhỉ? Bắt luôn 1-1 anh em nhé, bắt luôn quả 1-1 này, bắt luôn quả 1-1 924.000. Ai vốn ngày hôm nay thì không to nên là mình chỉ mong kiếm tiền bé thôi. 10 củ thì mong kiếm được khoảng tầm 1 củ 2 củ thôi là đẹp anh em ạ. Vì sao em nghĩ là 10 củ chỉ kiếm được 1-2 củ thôi, chứ anh em phải suy nghĩ những lúc anh em thua đấy. Chứ có thật với anh em ăn, anh em nghĩ là suy nghĩ nó dễ, nhưng mà anh em vào chơi không anh em thua, anh em thua phát lời mẹ mày. Cái tâm lý của anh em đang từ 6 giờ nó nhảy 12 giờ luôn, anh em bị lệch hẳn sang luôn, nó lệch gọi là 180 độ thôi anh em, lệch 180 độ luôn. Có thể là người này tay đang ăn nhưng tay sau thua nguyên giây, chính là tâm lý nó xoay anh em đấy. Sẽ lại 622, ui 622, từ 623 thì cút, 623 thì lại bịp, vẫn ăn anh em ạ, may vẫn đớp được, nhưng ngoài chết thì cũng không biết đường nào mà gỡ ơi. Nói chung là vốn như vậy thì cũng khó để gãy lắm anh em ạ. Tầm này vốn vẫn nó còn 10 triệu thì thật vậy anh em này, chân thì vẫn còn vững lắm. Lúc nào 10 triệu này chỉ còn khoảng tầm 54 triệu thôi, lúc đấy mới bắt đầu run. Chứ còn thật anh em 10 triệu vẫn đang lãi như này thì thật anh em đang còn vững, nó còn vững lắm. Thì phải anh em đợi một chút để mình sạc cái máy vào, hết pin anh em. Mình nhớ hết pin hay sao anh em nhỉ? Còn bao nhiêu phần trăm này? Còn 10% nữa. 10% mình nghĩ là sẽ kịp làm video anh em xem. Đấy. Quả này mình nghĩ nó tài, không ai nó sập video phát thì thôi anh em ạ, sập. À không, nó sập màn không phát là để cái video mất luôn, mất công ấy rồi, ngồi ăn luôn anh em ơi. 161 ok chưa? Đấy, mẹ đi luôn, bắt luôn cầu 1-1 này là quá chuẩn luôn anh em ạ, bắt cầu 1-1 này quá xanh chín luôn. Cầu kèo thì nói chung ấy, cầu kèo thì mày phải tỉnh táo mới bắt được, còn cầu mà anh em à, còn này 13-13 không dễ, súng xỉu à, súng nằm tài tiếp anh em ạ. Nhưng thôi, còn này cứ theo 1-1 anh em nhé. Theo cầu chưa bao giờ là sai à? Sai là khi mà anh em chưa đi theo cầu thôi. Anh em theo cầu anh em không có gì anh phải sợ. Cầu nó vẽ ra cho mình đi mà. Cầu vẽ cho mình đi mà anh em cứ nhảy trong cầu làm gì?
Nhiều anh em cầu có vẽ cho anh em rất là thẳng, nhưng mà anh em này cứ thích đi xiên. Cầu nó có đoạn rẽ đâu, anh em có thấy cầu nào nó rẽ không? Anh em có thấy cái cầu nào mà nó rẽ, mà cũng như là nó đang đi thẳng và nó rẽ ngang phát không? Người ta chỉ gọi là ngã tư đường chứ anh em có ai gọi là ngã tư cầu đâu. Mà anh em cầu đang thẳng mà anh em cứ đi xiên đi vẹo thế kia thì làm sao anh em lại chơi mà kiếm tiền được? Cầu nó vẽ ra anh em cứ đi theo nó thôi, anh em gì anh em phải bẻ á? Chả bẻ luôn à? Ôi sợ biết ngay mà, mẹ biết ngay. 13 còn 13 rất là nguy hiểm này, quả đấy mà xỉu à, tài chẵn đấy, tài chẵn thì phăng được. Quả này lúc nãy tài 13, tài 13 là mình nghĩ nghi từ cái lúc tài 13 rồi anh em ạ. À, để xem nào, xỉu ơi, quả này phăng luôn, quả xỉu cho nó rủ rỡ đấy, rút luôn quả 1M đây. Rồi, thắng thua thì cũng nghỉ anh em nhá, thắng thua thì cũng nghỉ chơi. Không lãi được thì video sau lãi anh em nhá, không thể vội được, chơi này thì không phải vội. Tài xỉu mà anh em chơi vội anh em hỏng ấy, tài xỉu anh em chơi mà anh em vội vội ấy, thật với anh em là càng vội càng chết, nên là đừng có vội. Không có gì phải vội à, mình đang cửa trên lúc nào mà ở đây còn 3 hay 4 mời lúc đấy vội vẫn chưa kịp, à vẫn vẫn chưa muộn. Còn bây giờ anh em vốn anh em vẫn còn vững như này, vốn mình còn vững như này thì vội làm gì, không cần gì phải vội cả. Còn này phang thì cứ phang bình tĩnh, phang là 13, 14, 13, 14 thì khả năng nó xuống xỉu thật. Nếu mà nó bịp, nếu tay này nó bịp thì nó sẽ tài 11, tài 14 luôn anh ạ. Thôi nghỉ anh em nhá. Đấy, như vậy là ngày hôm nay ấy, thì nói chung là thắng thì cũng không thắng, thua thì cũng không thua. Không thua thì thua là khoảng tầm thua mất 200-300 nghìn thôi anh em ạ. Đấy, còn anh em nào mà xác định anh em muốn chơi kiếm tiền ấy, thì anh em có thể tham khảo sau 8 cái bài. Link tải thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho anh em, để anh em có thể bấm vào link anh em nạp tiền vào, anh em cùng kiếm tiền cho con app này anh em nhé.